Nhân chào tất cả quý vị khách hàng. Hiện tại là Nhân đang đứng tại đường tỉnh lộ 818. Trước mặt của mình là mình sẽ chạy ra đường quốc lộ 1A. Mình rẽ bên trái là mình chạy về Sài Gòn, và rẽ bên tay phải là chạy về các tỉnh miền Tây. Còn cái đường ngược lại là mình sẽ chạy về quốc lộ N2. Quốc lộ N2 mình đi về các tỉnh miền Tây nha mọi người, hoặc là đi về hướng Củ Chi. Bây giờ Nhân sẽ cập nhật lại cái hạ tầng và những cái người dân xung quanh hiện tại đang sống tại khu Thủ Thừa, Thủ Thanh. Những cái khu này lâu lâu khoảng chừng 1 tháng hoặc là 2 tháng đó, hoặc là Nhân là có dịp đi ngang á, thì Nhân sẽ quay lại để cập nhật cho tất cả quý khách hàng mình cùng được xem hiện tại là dân cư và những cái tiện ích xung quanh nó phát triển như thế nào. Như cái khu này hiện tại bên chủ đầu tư thì còn khoảng 20 lô đất cho mọi người. Diện tích thì nó đa dạng, nó từ 4-16, 4-20. Năm thì mình có năm 20 và năm 25. Thì cái giá nó từ khoảng 8 triệu cho tới 10 triệu một mét vuông. Mà tất cả những cái khu này hiện tại là mình đã có sổ hồng riêng hết rồi. Quý vị khách hàng mình đi mua là mình đi công chứng luôn. Qua Tết thì Nhân quay lại, Nhân thấy trường tiểu học, trường cấp 1 là bây giờ đang trong quá trình hoàn thiện rồi. Nhân đi ngang thì Nhân thấy các thợ đang sơn nước. Còn bên đây là có xây thêm một cái gì cũng rất là rộng này, nhưng mà Nhân không biết rõ, thì Nhân quay cho mọi người xem thôi. Còn đây là trường cấp 1 nha mọi người, đang trong quá trình hoàn thiện rồi. Còn chi cục thuế huyện Thủ Thừa thì trong năm rồi thì mình đi ngang đó là mình thấy là hầu như là cũng đang trong quá trình hoàn thiện. Bây giờ quay lại là thấy xong hết rồi nè. Hình như là đã đưa vào hoạt động luôn nha mọi người. Còn đây là viện kiểm soát, viện kiểm soát của huyện Thủ Thừa. Còn như mình thấy trước mặt là công viên Thủ Thừa. Cái công viên này là nó có hai bên. Tổng cái công viên này nó rộng khoảng 1 hectare. Buổi chiều thì Nhân thấy những cái em học sinh nhỏ tập trung ở đây cũng rất là đông. Còn trước mặt của mình là trường Trung học Phổ thông Thủ Thừa. Bên đây thì nó chia ra hai khu nha mọi người. Một khu là thuộc về hành chính, còn cái khu bên kia là khu trung tâm thương mại, là chợ đồi kia đó. Thì một lát thì Nhân sẽ chạy qua bên kia, Nhân cập nhật cho quý vị khách hàng cùng được xem luôn. Bởi vì đa số hầu như là những cái khách hàng của mình xuống đây mình mua là dân ở Sài Gòn nhiều, thì cái thời gian rảnh để mà xuống đây tham quan và thăm đất đó, thì hầu như là nó không có thời gian. Cho nên là Nhân mới làm những cái video này để cập nhật cho quý vị khách hàng mình cùng được xem, và nó rõ hơn để mình khỏi phải mất công cái thời gian để mình xuống đây mình xem. Bây giờ Nhân sẽ chạy vòng xuống chợ Thủ Thừa luôn cho mọi người cùng được xem lại nha. Như ở đây là Nhân sẽ chạy ra đường, hiện tại mình đang trên đường 818 đó. Cái hướng này là mình đi về quốc lộ N2. Cái khu hồi nãy thì mình thấy nó hơi vắng hơn những cái khu này. Cái khu này thì dân có từ xưa tới giờ rồi. Còn cái khu mà trong kia, trung tâm trong kia đó là nhà nước quy hoạch lại, thì những cái người dân đa số là những cái người dân mà cái đất của họ đó
thì xong là nhà nước mới bàn giao lại cho họ một nền hoặc hai nền, giống như đền bù đó mọi người. Còn đa số là những cái dân nhập cư thì nó cũng hơi ít, cho nên là mình thấy hơi quắn. Còn những cái khu này thì dân cư hầu như rất là đông rồi, bởi vì ngày xưa tới giờ không phải mới đây. Ở đây là hội đồng nhân dân, còn bên kia là bệnh viện đa khoa Thủ Thừa. Ở đây là huyện ủy Thủ Thừa nha mọi người, là hầu như là trung tâm hành chính là nó nằm ở khu vực bên đây. Còn quý vị khách hàng mình đi qua cái cầu là bên kia là nó thuộc về thương mại. Là bên đây thì chợ búa nè, ngân hàng nè, rồi những cái dịch vụ chẳng hạn như là Thế Giới Di Động hoặc là điện máy xanh thì nó tập trung hầu như bên đây hết. Như trước mặt của mình là chợ Thủ Thừa. Chợ này buổi sáng và buổi chiều thôi nha mọi người, buổi sáng buổi chiều thì rất là đông, còn buổi trưa thì sẽ vắng lại rồi. Thị trấn Thủ Thừa mình thì nó cũng nhỏ thôi, nó không có lớn, nó khoảng rơi vào khoảng 1 km². Ở đây thì được một cái là cái hạ tầng thì phải nói là rất ok rồi, rất là chuẩn rồi, mình không phải bàn tới nữa. Ở đây mình thấy có Ngân hàng Phát triển Nông thôn Agribank. Thì chỉ cần quý vị khách hàng mình mà ở trong cái khu này á, mình đi chợ hoặc là mình đi ngân hàng rồi mình đi vô làm giấy tờ rồi này kia đó, thì mình lội bộ cũng được, hoặc là mình đi xe đạp cũng được nữa, chứ không cần phải chạy xe máy đâu. Đây ngân hàng Sacombank, Thế Giới Di Động. Bên kia là mình thấy điện máy xanh mọi người. Còn trước mặt của mình là chợ Thủ Thừa. Chợ Thủ Thừa này khi mà xây dựng xong đó là mục đích là để di chuyển những cái người dân ở phía dưới sông chợ Thủ Thừa cũ đó để mà lên đây. Nhưng mà lên đây hình như là nó có trục trặc về cái đóng thuế nó hơi cao hay sao đó, thì người dân không chịu lên đây. Nhưng mà còn sau này thì nhà nước giải quyết như thế nào thì cũng chưa biết được. Còn bên đây là lốc trung tâm thương mại nha mọi người. Bên đây thì cái diện tích nó khoảng ngang 4:20 tới 4:25. Và cái mặt trong á là cái giá nó là 10 triệu một mét vuông. Còn mặt chính đường Phan Văn Tình để mà đi ra quốc lộ 1A thì cái giá nó là 15 triệu 500 ngàn một mét vuông. Phía trong đây là mình 10 triệu.
Trong khu này thì trong công ty bán khoảng 20 nền thôi nha mọi người. Thì bây giờ nó còn khoảng vài nền thôi, nó không có nhiều. Bây giờ Nhân sẽ quay những cái nền còn cho quý khách hàng cùng mình xem. Thì ai nếu như ai mình muốn ở khu này á, hoặc là mình mua để ý đó, thì cứ liên hệ với Nhân số điện thoại trên màn hình. Như mình thấy ở bên cái nhà xưởng đó, kế bên nhà xưởng có một cái lô diện tích ngang 4m và 16m. Và cái giá là 608 triệu. Ở đây nha mọi người. 416 608 triệu. Còn ở đây mình có hai lô diện tích là ngang 4 và 20. Đó, ở đây là mình có sổ rồi đó, mình mua là công chứng liền luôn. Và cái giá là 720 một lô. Thì bên khu này là mình chỉ còn có 3 lô duy nhất thôi. Khu bên đây thì dân ở rất là đông rồi nha mọi người. Rồi một đích chủ yếu của Nhân á, là Nhân quay Nhân cập nhật lại cho những cái quý vị khách hàng. Bởi vì hầu như là đa số đó khách hàng của mình ở trên Sài Gòn xuống đây mua thôi, mà mình không có thời gian để mà xuống đây thăm đất hoặc là tham quan lại cái khu của mình mua. Thì Nhân làm những video để cho quý vị khách hàng mình ở nhà, thì chỉ cần mình mở YouTube lên thôi, mình có thể xem được tất cả hạ tầng của cái vị trí mình đã mua và cái khu vực xung quanh nó phát triển như thế nào. Rồi bây giờ thì Nhân xin kết thúc video. Quý vị khách hàng mình hãy nhớ bấm nút đăng ký để có thể xem những video sau của Nhân. Rồi, Nhân xin chào và hẹn gặp lại.